trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize that, babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. Are you yes, sure? Yeah. Careful going down the street. Yeah, thank you. Bis halt dann, ich sage. Sẽ bis trước khi nó được chú đáo như hiện tại như là Mandalorian rồi đó. Yeah. Off season chú đáo hơn. The location thì đẹp nhưng mà ở ngoài thì cũng hơi busy quá. Hơi đông. Không biết cái service giống như không biển thì kiểu như anonymous á, không biết tên mình là ai, bình thường thế luôn. Mình ở cùng tuần chút ít rồi, sau 6 đêm anh là ambassador, còn cái level yeah. Phải take cam giống luôn, không biết tại mình hơi thiếu sự tinh tế, yeah. Rập khuôn. Còn Ritz Carlton với Four Seasons thì Four Seasons khác hẳn Ritz Carlton. Tại vì mấy cái vấn đề là những cái khách sạn mà mình thích em không thuộc về cái group nào luôn, cũng như là Aman không thuộc về group nào, Mandarin Oriental không thuộc về group nào, Four Seasons không thuộc về group nào, ổ ghê. Còn tới cái khách sạn mà hồi đó mình hay ở là nó thuộc về nhiều group. Right here, sir? Yes, please. Hello, hello. How are you? Trời tốt nè, đi xếp picnic hợp lý. À, cái này chỗ này cho chó mà. Cái chỗ này là cho chó, nó nằm hàng rào xung quanh sao. Cái chỗ này dẫn em mà anh Thành đi được.
sáng nay có nhắn tin cho người cho hỏi click 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 tiền nào có báo giá, hôm nay nó chưa có cái giá. Đông hồi xưa mình đi, xưa mình đâu có đông vậy. Ba năm trước, cô biết đến bằng hai. Saint James kìa, đạp hát Saint James. Thôi cái bà kia bên nói là cái này is good, cái phụ tùng hay hơn. Ở đây not for me. Bà này còn hiểu luôn. Em thấy cái tùng này chắc là dở nhất từ bữa giờ mình đi coi. Chắc rình luôn, cái kiểu mà music thì kiểu mà anh ghét luôn. Kiểu mà nhạc nói, mà nhạc cái melody thì không ra cái melody. Cái tùng, cái câu chuyện thì không hiểu câu chuyện gì hết, không có gì hấp dẫn. Chỉ cái kiểu múa hay kiểu mà classic hồi xưa thì cũng không có nữa. Dancing tribute to city that never sleeps. Coi không nổi luôn, buồn ngủ, khủng khiếp buồn ngủ. Quá dở. Hy vọng thứ ngày mai hả? Ngày mai coi mấy cái chất sống thứ 6 chứ. Thứ 6. Ngày mai yeah. Không biết cái nó cũng cái cốt chuyện nói sao. Nhưng mà nó cái nhạc mình cũng có, mình còn nghe được. Dạ. Yeah. Cái nhạc là không nghe được luôn. Cái nhạc nó không có một cái melody gì vậy. Dạ, anh em ăn đây rồi đó. Hình như nó đổi cái leo chứ. Main course is paired off with some nice sides like the analotti, stuffed with ricotta, peas, morels mushroom, has a pecorino butter. And main course, I think the sole. And which one? The dover sole. Hào quá nhỏ. Hào như thế. Ăn đi bị. Anh có dặn họ là mình ăn xong anh muốn qua bên cái bar. Mình tính New York giống như là mình đổi cái chỗ địa điểm ở thôi, chứ không phải là mình gọi đi du lịch. Chứ bây giờ mình ở Sài Gòn,
Nhưng mà Sài Gòn nhà hàng mình ăn hết rồi, mấy cái chỗ mình cũng quen thuộc hết rồi, là mình chỉ cần đổi cái bối cảnh thôi để cho nó hấp dẫn hơn. Chứ khi mình thức dậy cũng y chang vậy, rồi mình cũng cái hoạt động mình giống như mình ở Sài Gòn. Không phải là mình đến đây là giống như mình đi tourist rồi mình đi chạy coi này coi kia đúng không? Tự nhiên hoạt động mình cũng khác, cũng chẳng khác gì khi ở Sài Gòn. Cái bữa nay mình đâu làm gì đâu, là đi nhậu comfort, mua mấy cái áo xong đi tới đây mình nằm ngủ nguyên cái buổi chiều. Thôi nghĩ là mình sẽ có nhiều thời gian hơn tại mình không đến công ty. Yep. Nhưng mà mình cũng không có làm gì mà phải quá đặc biệt. Không phải cảm giác như mình là ở, yeah. ở giống như mình hai cái điểm ở vậy đó. Vậy mình đi tới 3 tuần. Phải ngày nào cũng chạy. Ngày mai mình đi museum. Ở đây museum là hợp lý phải không? Ở đây nó có mấy cái museum khác nữa nha, mấy nhỏ nhỏ, anh cũng muốn đi xem mấy gallery. Muốn coi ông Carla Cafe cái exhibition này. Dạ. Có mấy đứa nó quay. Quay ông vẽ tay. Ông vẽ nhanh ghê luôn. Ông vẽ đẹp. Mồ sáng tạo của ông chắc. Chắc chưa tới 30 giây. Mưa râm râm đúng không? Thôi lên phòng luôn. Cái càng dễ thương. Càng như là cái tờ giấy. Catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling. Never felt so real. My heart is a t-shirt không hình dung nổi tại sao người ta mặc cái điều đó. Anh nghĩ là cái tôn vinh cho người nghệ sĩ trên sân khấu, tôn vinh những người kiến trúc sư vẽ ra những cái opera, những người nội thất dựa từ cái màn, cái ghế và nhung vải đỏ, cái không gian mạ vàng, thì anh tưởng tượng mặc đồ giống như là cái ngày bình thường vậy. It's another size. Yeah, another size. Good evening. So hôm nay đi coi ballet ở New York với Tina. So funny, tự nhiên qua đây gặp Tina vui hả? Qua đây tự nhiên mình gặp nhau. Nhau gặp đây cũng nhiều chỗ rồi, dạ. Mình đi New York cũng gặp một lần. Dạ. Lâu nữa ta? London. New York thôi. London, yeah. So. Okay, is it here? Yeah, it's here. Hôm nay đi chỗ đẹp ghê á.
chỗ này là nó sẽ ba cái ba Tina, một cái là cho ballet, một cái là cho rạp hát theater, thì một cái là cho opera. Met cũng đặt là Met. Cái này nữa hay lộn Met Gala với Metropolitan nha. Bên Mỹ thì người ta mặc đồ casual hơn là bên Âu Châu nhiều. Table something. The first ballet. Not my tonight. First ballet. No. What is you looking, you dreaming for? Là tối qua không ngủ không được. Yeah, yeah. No, bữa nay đi coi ballet. Có không? I love Romeo and Juliet. It's a love story. Love story. Lộng lẫy. Đi coi hát văn hóa ở Âu Châu rất là quan trọng. Trời đẹp quá, anh thấy kia đẹp quá. Nè. Quá đẹp. Trời ơi, trên cái chân vàng. Cái gọi là cái loge. Đó. Đó, có cái phòng này. Look at this. So, cái phòng này là có riêng cái phòng, cái là, có cái lobby riêng luôn. Chỗ này mình thay quần áo, mình treo được luôn cái loge rồi. Mùa đông rồi đó anh. Yeah. Bỏ cái áo khoác ở ngoài. Trước là mình đi đây mấy năm rồi. Lần đầu tiên đến New York thì mình đã đi qua ballet. Giờ những lần sau, giờ lần này mới đi qua lại. Giờ mới coi riết nó quen thôi, quan trọng. Mỗi mình như mình thay đổi anh, lúc mình coi opera, lúc mình coi ballet. Anh thích cả hai, thật sự là anh thích ballet hơn. Opera thì nó là, còn ballet thì nó có hình ảnh. Có ly sẵn luôn. Tina. Hả? Ok. Cheers. Cheers. Bên nằm ok. Cheers. Cheers. Santé. Cheers. Santé. We're at the ballet. How you like the ballet? Yeah. Like we love it. We love the chocolate too. Thank you. Hi, everybody here? Yeah. My husband's probably gonna come out here and sleep. I think everything is in there already. Thank you.
Mấy cái nhà này là kiểu là diner. Ở khu Upper East Side là khách hàng ở diner nó cũng khác nữa. Đây là những người local ăn không? Nhìn cái quán đơn giản nha, mà nhìn kỹ khách toàn là khách kiểu mà giàu có sang chảnh hơn. Hai bà này già già nha, toàn là sang đây ở dưới tôi sẽ em mấy tóc tai. Ăn này xong là no tới chiều. Cái khu New York vừa là Pháp luôn em, nó rất là nhiều hàng Pháp, Pháp với Ý, mà nó mà giống là mà khu vực Pháp vừa là sang sang. Ở đây em thấy cái tiệm nào cái chất lượng nó cũng cao, không có mình nhìn ra đẹp ghê, mình đang nhìn ra cái tiệm Versace, rồi bên đấy cái bà già mới ra sang chảnh. Vì mấy người lớn tuổi người ta cũng còn trong cuộc sống nên không là bị là người ta cũng còn tự lập, người ta enjoy này kia. Kiểu mà như là đang như nãy vô rồng rồi á. Dạ. Như là đang giỡn. Ờ.
đó. Đây á. Wow, đông quá. Ellie and Mark Warden. Okay, what's your name? You're staying here? Taikong. Taikong and Eve. Taikong and Eve? Yes, I'm visitors. Yeah. Visitors? Taikong yeah. And Eve. Oh, yeah. Come on. These are visitors from 24. Hello. Taikong and Eve. He's going to tell you also. Give a mention. Taikong. Bao nhiêu đây là? Không phải dễ dàng. Yeah. Bao nhiêu đây là? Thank you. Elevator to your far left, 24. Cái tòa nhà này ở ngoài là historic, ở trong không historic luôn. Yeah. Từ 10 nó đang xuống từ 13. Cái thông báo cái gì nó cũng có luôn. Cái gì nó cũng lạ hơn đó. Đẹp hơn. Tới đến 9:30 là 10. Là 10. Có người đang vô. Hello, hello. 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 Good to see you. Good to see you. Long time to see you. Yeah. Cheers, everybody. Welcome to New York. Thank you. Cheers. Lunch there. So, you got an application. You know what? This is true. I mean, we're a majority based on age. Yes. Mark, you look good. Thank you. Really good. I don't look so good. Did you say really? No. Now he looks good in the colors. He looked great. Oh. Yeah. New Yorker. Rock star. He looks like rock star. Huh? No, Mark looks like rock star. I think so. Yeah? Yeah. I think he looks like very rock star. Very good. Like musician, yeah. Huh? Yeah. A film producer. A Mark. Film producer. What kind of film? Porn. Porn movies. It's good. Like it. Enjoy life. What did you do? We went today, we have a picnic in the Central Park today. Oh, nice. So yeah. We're doing, that was fabulous. Yes, we wake up and go buy some food and went to the Central Park, have a picnic. Until now, went back to shower. Thank you. Yeah. So you were in Bangkok. She's in Bangkok, right? Hi. No. So. We're here. Where are you going? The big corner. So nice to see you again. Very good. Very good. It's got a fun. Couldn't be better. Good to see you guys. Yes. So happy. Thank you.
Okay. Good night. Good night. Good night. Yes. Good night. Good night. Mark. Stay in touch. We'll talk with you before yes, you go. Yes, yes, yes. Oh, it was a great night. Thank yes. you. Yes. Slowly. Yeah. Good night. Thank you. Cái xe nó cao quá à. Xong cái trượt xuống đó. Em để đứt luôn. Dạ. Là em đỡ lại. Bà nói, bà này là không chết lúc đó đó.